Hạn hán nghiêm trọng kéo dài ở Bolivia là một trong những mùa đông nóng nhất được ghi nhận, khiến cho nhiều vùng của quốc gia Nam Mỹ này đã bị thiếu nước. Tại thành phố El Alto, với độ cao khoảng 4.000 mét so với mực nước biển, nhiều giếng nước khô cạn đã khiến cho người dân tại đây phải trữ nước ở trong các thùng chứa. Mệt mỏi với tình trạng hạn hán kéo dài này, hàng năm người dân Bolivia đã phải hành hương lên núi để cầu mưa. Hơn 300 người dân Bolivia đã tập trung gần đập Icachaca cầu mưa với mong muốn chấm dứt tình trạng hạn hán nghiêm trọng đe dọa đến nguồn nước sinh hoạt trên diện rộng. Công ty cấp nước quốc doanh EPSAS mới đây đã cảnh báo rằng toàn bộ 10 hồ chứa cung cấp nước cho La Paz, một trong những thành phố lớn nhất của Bolivia với khoảng 2,2 triệu dân, chỉ có thể cung cấp đủ nước cho người dân trong vòng 135 ngày tới. Chúng tôi đến đây để cầu mưa. Hiện nay toàn cầu đang ấm lên, ảnh hưởng tới Bolivia và cả thế giới. Chúng tôi cần mưa cho mùa màng, cho lương thực và cho cả con người. Nếu không có một lượng mưa đáng kể nào trong những ngày tới, nguồn cung cấp nước cho thành phố này sẽ cạn kiệt vào tháng 2 năm 2024, trong khi dự báo thời tiết cho thấy tình hình không hề có chút tín hiệu khả quan nào. Cơ quan khí tượng quốc gia Bolivia cho biết tình trạng khan hiếm nước do thiếu mưa kéo dài là do hiện tượng El Nino gây ra.